À, thử hát một khúc để cho khán giả thưởng thức thôi, chứ thật ra hát cũng không hay thì cả nhà cũng đừng có cười nhe. Hay là con muốn ca nhạc, con có bài nhạc nào không? Nhạc hả? Ừ. Con cũng chưa chuẩn bị. Thôi thôi, lá chầu xanh đi, giống như là cái sen của mẹ mà con làm được mấy là con gái của mẹ. Rồi. Thương nhau cao bộ làm đôi miên, một lá chầu xanh thắm nở duyên. Hay quá. Cứ mỗi chiều về tan buổi chợ, em còn quại giọng bóng người thương. Hay quá, mùi quá, vô cổ luôn con, hay quá, không thể nào ngưng được rồi. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Hay quá con gái ơi. Cao thắm chầu xanh cũng thêm mà đậm thêm nồng, mỗi sáng tinh sương em gánh chầu ra chợ, trên con đê dài thon thót đôi chân, em không sợ nắng vàng làm héo úa lá chầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi muộn phiền, dội mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Ôi, cho bé Thủy chào dạ, bắt tay cả nhà ơi. Hôm nay kênh của bếp Má Nhi cùng với con gái Thanh Thủy của mình sẽ vào bếp nha. Có một bàn 10 khách ăn mặn, 2 khách ăn chay, thì tổng cộng là 12 khách. Trong đó là có đặt rất là nhiều món nha cả nhà. Thì cả nhà mình hãy đón xem hôm nay là khách đặt món gì. Thủy đặt món gì con có biết không? Dạ, biết, đặt con mà. Có bánh canh ngũ sắc vịt xiêm nè, rồi gì nữa, có gà quay với xôi lá cẩm nè. Rồi cơm cháy ăn với cá sát. Sát sọc nè. Con có cơm gan hải sản nữa sao? Dạ có, có cơm gan hải sản. Rồi gỏi, mực cắp gừng, rồi gỏi nữa nè. Gỏi tôm thịt. Đó, rồi cuối cùng là còn tráng miệng, đặc biệt là tráng miệng là gì? Nhãn nhục, hạt sen, chè, táo đỏ. Hạt sen, nhãn nhục, táo đỏ nha cả nhà. Đó, rồi cả nhà mình hãy đón xem hai mẹ con của mình sẽ nấu rồi khách ăn ngon hay không nha. Chào. Rồi đây cameraman ơi, đưa đây. Đầu tiên thì mình lấy cái cùi. Rồi con gái mình thì bên đây, hạt quá đẹp cái luôn. Cái hạt là rất là tròn đẹp nè. Ôi ôi đẹp dễ thương quá, cái đó nữa con biết gì, con lấy hạt đậu con đưa vô đó luôn. Đẹp luôn. Vui quá, thích quá, thấy cái món chè này hấp dẫn quá cho nên là hai mẹ con cũng hào hứng lắm nha. Bữa nay thấy bé Thủy mặt tươi sáng rực là khán giả biết rồi đó là thích nha. Điều thứ nhất. Tại vì á là gà cái trái nhãn nè, quá tuyệt vời luôn. Đó. Mình lựa mấy trái nhãn bự bự to to. Trái nhãn này đẹp. Ngon quá. Trái nhãn này nó chín mà nó tròn mọng nước. Nhãn xuồng nha cả nhà ơi. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái hạt lên. Lấy hạt lên. Rồi. Đây. Quá lấy cho chơi làm cho đẹp lên cho bà con thấy coi. Rồi dứt hạt ra đi. Đẹp quá, đó là cái đít lên coi. Là cái đít lên coi. Nhãn nha cả nhà. Cái nhãn nha. Rồi, rất là vui. Mình thì cũng như là cũng không phải là diễn viên, cũng không phải là chuyên nghiệp, chỉ có gia đình thì thứ nhất là hai mẹ con. Mỗi ngày thì có bé Ngân, bây giờ thì đi học, chỉ nhờ là Cao Phu Tân. Cao Phu Tân là nhân viên của Quán Nhi nhưng mà cũng là người trong gia đình luôn, là xuất sắc luôn. Thành ra là Tân cả này là thấy quay phim và dựng phim cũng hơi bị hơi bị đẹp, có người khen đó. Rồi cố gắng lên nghe Tân ơi. Anh chị em mình có thể thương yêu mình thì với bé Thủy cho là
một cái like nha, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh. Mình thì được rồi, nhưng mà bé Thủy thì bận bịu rất là nhiều, nhưng mà khi mà được nhiều view thì bé sẽ vui và bé sẽ đóng thường với mẹ. Cả nhà mình nhớ nha, Thủy gửi lời gì với bà con đi con. Dạ, chúc cả nhà mình là luôn hạnh phúc vui vẻ nha. Và nếu mà có thời gian rảnh thì hãy thường xuyên xem kênh của YouTube của Bíp Má Nhi và ủng hộ cho hai mẹ con mình nha cả nhà. Bé Thủy thì chưa có gia đình. Có anh chàng nào đẹp trai thì mình gả luôn nha, nhưng mà phải ủng hộ khoảng 1-2 năm mới gả được. Chứ có điều kiện, phải có điều kiện mới được. Điều kiện của bé Thủy là phải vô kênh ủng hộ hàng ngày rồi bình luận Khó phải đeo theo mới được. Rồi em Thủy ơi, em Thủy ơi, hôm nay em là cái đó chưa được, cái đó được, phải đóng góp ý kiến nha, như người trong nhà nha. Thấy trái nhãn gì là thấy thích ra thôi, mẹ ăn trái nha Thủy. Mẹ ăn rồi con làm nha, mẹ bắt đầu mẹ sẽ làm xôi. Mẹ nhận thêm còn một cái dĩa xôi nữa. Rồi để con làm từ từ, mẹ nhận xôi đi. Rồi, thôi giờ mẹ ăn trái nhãn này. Dạ. Đây, sẽ ăn trái nhãn này cho thấm tình, thấm nghĩa coi, đó. Ở nhà mình ơi, trái nhãn nó rất là ngon như vậy, nhãn xuồng. Nhãn xuồng thì nó khô và nó cũng lạc, thành ra mình nấu chè nó rất là ngon nha. Chứ bây giờ mà mình nấu nhãn lông ngày xưa là không được. Kiểu như cái này nó có cơm nè, nó dày cơm lại ngọt nó vừa. Nó khô mà mình lặt nó ra. Nó ngọt vừa. Nếu mà nói về nhãn lông nó là cái nước cơm, mỏng cơm, không thể nào lấy được cái cơm. Thôi ăn nha. Nó giòn, ngọt vừa. Ngọt vừa. Rất ngon. Rồi, con làm. Mẹ nhận thôi. Bây giờ mình ăn một cái trái nhãn nó thấm tình, nó mát lòng rồi. Bé Thủy thì cứ làm tiếp tục nha. Còn mẹ bên đây thì sẽ là nhà đưa vô còn một phần xôi nữa. Mấy cháu cho dì Mười một cái bao tay mới nữa nha. Rồi. Tại vì bao tay này nó cũng ảnh hưởng cái... Rồi rồi. Đây đây con cất này cho dì Mười. Dạ. Không phải, không phải này luôn. Rồi bây giờ xôi thì phải sạch sẽ mới được, bao tay là phải mới. Nói chung là nghe cái đứa em ở trong bình luận á nói tôi thích cái kênh này rồi đó nghe, làm món ăn rất là thấy ngon mà sạch sẽ, bởi vì cho nên là mình cố gắng hết sức sạch sẽ nữa nghe các bạn ơi. Đó. Giờ là mình sẽ làm một cái này nữa đây. Ôi ơi, cho cái này xuống đi. Đó, nó sẽ có hai lớp. Đó, thì giờ mình lấy cái lớp có cái này để trên mặt. Còn cái lớp này thì nó có cái chữ nha cả nhà. Đó, anh chị em nào, đây, thì khiều ra. Để mình sẽ khiều cái miếng này ra để nó ra được cái chữ cho nó đẹp. Khi muốn cái chữ đẹp thì những cái khuôn này là phải sạch sẽ và phải sâu vô nó mới ra chữ được. Rồi mình sẽ bỏ vô đây, mình lật cái chữ lên nha. Hướng dẫn cho các bạn, mình hướng dẫn vậy thôi chứ mình biết là anh chị em cũng có hiểu hết rồi. Nếu mà mấy bà nội trợ thì mấy cái này là mấy chuyện nhỏ. Còn chị em nào mà muốn ăn chè hạt sen đồ thì nè cũng coi theo cái phim này nha. Tại vì nói là nói chứ mình cũng có ăn rồi, rất là ngon. Đặc biệt là mình nấu nhà thì mình nên cho một cái trái dừa rồi thêm một ít nước. Chứ bán thì có thể tiện, không dám tốn một trái dừa thì nó không được ngon. Còn mình làm nhà ăn thì cố gắng hết sức chặt một trái dừa tươi nha. Còn ở quán Nhi thì thôi khỏi nấu luôn. Quán Nhi thì dừa tới 200 cây là xài thoải mái. Nhưng mà cũng phải phân nửa nước lạnh, phân nửa nước dừa. Nước dừa không cũng không phải là tốt. Các bạn nhớ mà cho một like, chia sẻ, đăng ký kênh. Rồi là mình sẽ chia sẻ cho các bạn rất là nhiều món ăn ngon nha. Có thể sau này còn
mình xây bột truyền thống nè. À, mình sẽ làm bánh canh ngũ sắc cùng với con gái cho các bạn thấy nữa nè. À, rồi có thể mình làm bánh xèo, bánh khọt, mình tự xây bột cho các bạn thấy nè. À, nhưng mà trong đó là phải có anh chị em xem nhiều kìa. Rồi mình vui lắm, có tinh thần làm, phấn khởi lắm. Nhưng mà cũng rất vui, mấy ngày gần đây là kênh cũng lên. Kênh lên nhiều không Tân? Cũng ổn thôi. Ổn ổn nha. À, từ 1.000 mà lên được 20.000. 20.000 người coi rồi đó chứ bộ. Còn kênh của Nga Simo mà uống nước dừa ở tại Quán Nhi là 500. Nhiêu Tân? 510 mấy ngàn đó. 510 mấy ngàn người coi là Nga Simo uống nước dừa tại Quán Nhi của kênh Bếp Má Nhi nha cả nhà. À, nếu anh chị em nào chưa xem thì cứ đấm lên Nga Simo uống nước dừa tại Quán Nhi. À, à, ngày gần đây thì mình đi đám giỗ ở nhà của Chen Hải sản Sài Gòn 54 thì cũng lên gần 20.000 người xem nè. Nha, mình thấy đó là mình đi chưa đúng đường và mình cũng chưa có chuẩn về quay phim, gắp phim. À, cho nên là cái lượt xem của anh em là có thể là chưa có thích hung, chứ không phải là anh em không thích mình mà không coi nha. Rồi. À, bây giờ là bé Thủy từ đây về sau thì cố gắng hết sức cùng với mẹ làm kênh. Tại vì bé Ngân đi học rồi nghe cả nhà. Bé Thủy là một kế toán thủ quỹ cho Quán Nhi 18 năm. Cũng là đầu bếp nhất nhì trong Quán Nhi luôn. À, giờ này thì mẹ ra ngoài mừng khách nhiều. Tại vì khách ở Sài Gòn, ở nước ngoài hay là ở địa phương tới hay tìm chị Nhi, má Nhi. Thì mình ra mình mừng, rồi mình vui quá mình ở ngoài luôn. Mình ra con trong này là phải nấu. Rồi, bây giờ cái bánh đã xong. Đó, mình sẽ cho cái này vô đây nha. Ép lại đây. Nãy giờ nói chuyện với anh chị em nhiều quá, không biết ép cái bánh này rồi lấy ra không nè. Ép nhiều quá rồi. Rồi, nhưng mà sự thật ép càng nhiều là nó càng đẹp. Rồi, đây. Đó, bây giờ mình sẽ xuống đây ha. Đây, bạn. Đó. Wow, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời nha. Đây, để coi lấy ra không nha, hồ biến. Hồ biến, coi chừng đè quá, nãy giờ lấy không ra nữa. Rồi, gà, ôi. Hồ biến ra, chữ này chữ gì vậy Cao Phu Tân? Chắc chưa hiểu à. Chữ này là chữ thọ. Cũng biết nói chứ không biết phải thọ không. À, chữ tàu thì anh vô đây chắc có lẽ là chữ thọ, chữ phước, chữ gì đó. Nhưng mà xong hỷ những cái đám cưới thì là sử dụng những cái chữ này thôi. Hay là xong hỷ hay đó mình cũng không biết đọc tiếng Tàu được, nhưng là cái chữ này là cũng rất là tốt nha. Thành ra là khi mà mình ăn cái bánh này thì mang đến là sức khỏe nè. Một người đầu bếp cũng là dạng chuẩn nha, để sôi rồi nắn ra cái bánh. Các bạn có biết không, nhiều khi mình đi đến một cái nhà hàng nhưng mà chưa chắc gì cái người đầu bếp là chủ quán. Đầu bếp là cái người nấu. Thành ra là khi các bạn đến với Quán Nhiêu Môn Cần Thơ thì đây chính mình ra từ món ăn dân dã truyền thống 18 năm để trao lại một cái công nghệ cho con gái cùng con trai. À, Thủy thấy sao, nói cho bà con biết coi, con nấu con thấy thích không? Dạ, nấu rất là thích. Lúc trước thì chưa có vô bếp nhưng không biết nấu như thế nào. Nhưng mà từ khi vô bếp thì nấu được nhiều cái món ăn lạ và ngon thì cảm thấy hấp dẫn và tự nhiên cái rất là thích nấu. Hai mẹ con cũng rất là giống nhau. Lắm lúc mấy chị em mà làm cái gì đó cái mình cảm thấy rảnh là mình vô ô để tôi để mình thành ra là cái đó là các bạn biết cái đó là một cái tấm lòng và một cái con người thích nấu ăn và thích làm, thích chính tay mình làm để cho khách ăn. Cho nên là từ mình, con trai, con gái là chung một cái gen là rất chăm chút, sạch sẽ nè, rồi rất hiếu khách nè. Những món ăn là thả hết cái hồn vô để cho khách đến Quán Nhi, là Quán Nhi là quán của mình. Cho nên là mình chăm chút để cho khách đến rồi là nhớ mãi không bao giờ quên. Rồi, sao bây giờ nãy giờ chắc có lẽ là hai chắc mẹ con đủ rồi mẹ. À, mẹ nhớ ra một chuyện rồi. Con trai rất hay, khán giả. Bữa nay con chưa chuẩn bị. Một phút thôi, lá trầu xanh chỉ nhạt thôi. Nha, rồi mẹ vỗ tay.
Rồi, còn chữ nhạc thôi, khỏi lên rồi. Thương nhau ca bổ làm đôi miếng con ca nguyên câu luôn mà bây giờ hai mẹ con mình tháo ra. Rồi con ca cho bà con nghe một khúc đi, tại vì mẹ ca hoài nó không có lạ nha. Rồi, con ca mạnh mẽ, lá chầu xanh. À, thương nhau ca bổ làm đôi miếng à, bé tiền còn ca được mà nếu mà cô dì hai thủy mà không ca được là thua nha. Rồi dạ rồi thủy cứ ca thuộc tới đâu cái đó dạ, bây rồi, giờ thì bây giờ cũng thử hát một khúc để cho khán giả thưởng thức thôi, chứ thật ra hát cũng không hay thì cả nhà cũng đừng có cười nha. Hay là con muốn ca nhạc, con có bài nhạc nào không? Nhạc hả? Ừ. Con cũng chưa chuẩn bị. Thôi thôi, lá chầu xanh đi à, giống như là cái sen của mẹ mà con làm được mấy là con gái của mẹ. Rồi. Thương nhau cao bộ làm đôi miếng, một lá chầu xanh thắm nở duyên. Hay quá. Cứ mỗi chiều về tan buổi chợ, em còn quại vọng bóng người thương. Hay quá, mùi quá. Vô cổ luôn con, hay quá. Không thể nào ngưng được. Rồi. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Hay quá con gái ơi. Cao thắm chầu xanh cũng thêm đậm thêm nồng, mỗi sáng tinh sương em gánh chầu ra chợ, trên con đê dài thon thót đôi chân, em không sợ nắng vàng làm héo úa lá chầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi muộn phiền, dội mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Ôi, cho bé Thủy chào dạ, bắt tay cả nhà ơi, tuyệt vời. À, nói chung á là bé Thủy chưa từng ca cổ, mình nhớ ngày xưa ở quê bé Thủy 20 tuổi thì nhà mình có dàn cao kê, bé Thủy ca lan và điệp rất là hay, thành ra là khi mà vô cái kênh thì mẹ buộc con ca, cho nên là con ca được liền chứ không phải là không biết ca. Rồi thôi, bé Thủy hơi giống cha, hiền, ít nói, cũng trầm, thành ra là khi nào mà nói dữ lắm mới ca chứ không phải giống mẹ bấm mà ca. Rồi thôi bây giờ hai mẹ con mình sẽ vô nấu chè nè, rồi bắt đầu chuẩn bị quay gà. À, chị nghe con gái. Dạ. Thôi vậy hai mẹ con sẽ vô, cả nhà mình sẽ theo chân nha, theo chân bếp Má Nhi cùng con gái của mình. Rồi hai mẹ con cái bưng ra đó đi ha. Chuẩn bị nấu nồi chè. Gái mình do đậu thì trong thời gian đó mình cũng rửa ở dưới đây. Cái này là cái thúng nên là mình do nó cái nước nó xuống đây sập luôn. Khỏi chắc nước mình rồi. Không cần phải chắc nước. Nè, đây nè, mình do là sập luôn. Ngày xưa bà ngoại á do nếp đồ làm bánh tét á cũng bằng cái thúng dê không à. Thì giờ mẹ hay mua mấy cái thúng dê bằng tay nè, cho nó tiện. Rồi đây đó, mình cũng có một cái bằng cọng lá chuối để vô trong nồi cho thơm nha cả nhà ơi. Rồi con do đó con bỏ qua bên đi. Rồi sạch rồi, bỏ qua cái dĩa đó đi con. Rồi để dĩa kìa đó, chút xíu để nữa mình nấu. Rồi bỏ dĩa nó sẽ ra nước. Con qua bánh con lấy hạt sen, hạt sen với táo đỏ. Rồi bây giờ còn cái này thì mình để đợi chút xíu nữa mình làm nấu cơm ăn. Cơm lá dứa bỏ vô nồi cơm nha, ngày nào mình cũng nên bỏ cái lá dứa mình vô nồi cơm cho khách ăn rồi cả nhà đó, cho nó thơm. Rồi Thủy đem mau qua nha con. À, qua chơi cho chị hai làm gì vậy đó, chị hai hốt hạt sen lấy nha, hạt sen với táo tàu để chung là mình rửa cho sạch. Cái này để chút xíu để mình nấu, cái này rửa sạch nên mình nấu trước rồi gần chín thì mình mới để đậu xanh vào. Vô hạt sen và táo tàu cho sạch để mình chuẩn bị mình nấu nha. Để trên vòi nước đi cho nó sạch. Trong này một cái táo tàu nữa ta, táo tàu tươi ngon lắm. Táo tàu tươi rồi, thấy không? Còn lấy cái giá cành mình bỏ vô bún đi. Rồi, sạch rồi. Đó,
Cái lá dứa ra mình cắt làm hai đi, để vô dạ. cho nó thơm hơn con. Như vậy rồi, cắt thêm dứa nữa, vậy được rồi. Ừ, được rồi, được rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu bật lửa này nha. Đó, bỏ lá dứa vô đầu tiên. Cho nó ra cái chất, cái mùi thơm. Rồi, rồi, đậu con vẫn bỏ qua nước nguội đi. Đừng đợi nước sôi nó cũng không có tốt. Đúng rồi. À, táo đỏ và hạt sen vào trước nha. Con bỏ khi nước nguội á, nó không có át, nó nóng từ 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 từ, đậu đồ nó sẽ thơm hơn, nó sẽ ngon hơn. Đây, rồi, hạt đậu chín, táo tàu chín, có khoảng nửa chừng mà mình thấy nó hơi mềm là con phải đổ đậu xanh vô. Yeah. Đậu xanh đô xong rồi, đậu xanh mềm rồi, đó, con cứ nêm nếm đường, rồi con mới đổ nước dừa vô cuối cùng. Yeah. Để cho nước dừa nó còn nguyên chất nha. Đó. Quá ngon luôn. Táo tàu nó sẽ bung ra nhẹ nhàng. Rồi, quá. Đó, cứ vậy thôi, nó nheo vậy là bắt đầu nó sẽ giữ được cái mùi thơm của táo, của hạt sen, của lá dứa nha cả nhà. Mình hớt bọt một cái nhẹ nhàng cái đi, bắt đầu mình cho qua bếp nhỏ nha cả nhà. Mình nấu là đầu tiên thì cái bếp nhỏ nó lâu lắm. Đó, mình cho nó sôi một cái đi. Còn cả nhà mình ở nhà thì nấu bếp thường thì từ đầu tới cuối là bếp thường. Còn ở quán Nhi thì có cái bếp khè thì mình cho nó sôi cái nè. Đặng mình bắt qua bên cái bếp nhỏ để mình làm công chuyện khác nè. Đó, mình hớt bọt cái là bắt đầu mình đưa vào bếp nhỏ nha. Đầu xanh rồi chút xíu rồi mình mới đổ cái dừa vô. Rồi. Đây, đậu xanh cho vô. Chè này là chưa gì thấy mát hả Tân? Đó, đậu xanh nè. Chưa rồi, thấy mát trong người. Cái này là gọi là mát là bổ luôn mà có gì mà bổ cho bằng cái chè nhà nhãn với táo đỏ này với hạt sen. Đó đúng là nhãn nhục đó, nhưng mà có cái là mình có nhãn tươi thì nên tận dụng mình làm cho khách hàng ăn nha. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, để cô sơ xuống cái. Này chút xíu đổ trái dừa vô nữa là dừa đó các bạn. Đó, rồi mình cho chín một chút đi, mình mới để đường phèn vô. Đường phèn cũng phải có một chút muối nha. Tí muối dằn lại, lấy hai ba cục muối dục vô dằn lại. Rồi đường phèn, một trái dừa nữa là sẽ có một cái nồi chè. Cuối cùng mới đổ nhãn. Cho vô một trái dừa nghe cả nhà ơi. À. Rồi, bắt đầu là cho nhãn vô luôn. Đây, nhãn vô luôn rồi đường phèn vô luôn nha. Này coi nếu mà chưa đủ nước là chút xíu mình cho thêm nước này phải thêm nước rồi. Rồi. Rồi tất cả nguyên liệu của mình bây giờ nó đã chín hết rồi, bây giờ mình cho đường phèn vào nha cả nhà. Đường phèn vào là mình có thể cho ra thao. Đây. Đây, tất cả đã chín mềm thơm hết rồi đó. Giờ để đường phèn là mình có thể dùng được rồi. Mình đã đổ đường phèn vô rồi thì bây giờ mình đã dùng được rồi. Giờ mình nhắc xuống và cho ra thao nha cả nhà. Đây nghe cả nhà, đó, mình cũng vừa trộn xong hai dĩa gỏi đu đủ. Đó. Ra là bây giờ là thôi ra. À, Thắng ơi, ra bưng ra ngoài giùm bà đi con. À, để bà còn nấu chè nữa rồi bà mới ra mừng khách sau nha. Rồi, bây giờ là món gà quay nha cả nhà. Một con nhưng mà mình chia hai. Một con như thế này chia hai là 400 ngàn. Đây, khách đang đặt và mình đang sắp ra đây. Gà quay nè, kèm với xôi. Một con mình có thể chia làm hai vì ăn vẫn vừa. Mười người là ăn nó đây à. Rồi, ok. Mình để thêm mít cộng ngò gí đi cho nó đẹp.
Rồi quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Đây gà quay xôi. Xôi này là xôi lá cẩm. Rất là tuyệt vời nha. Anh chị nào mà có muốn ăn gà quay xôi thì liên lạc với quán Nhi với số điện thoại là 0939 288 116 nha cả nhà. Ô, bánh canh bữa nay quá trời ngon cả nhà. Đặc sệt rất là vừa ha, không bị quá lỏng mà không bị quá rất là vừa ngon. Đặc biệt là người đẹp á, là nấu bánh canh mới là xuất sắc chứ còn chuyện bánh canh nấu thì ai nấu cũng được nha. Đó, bé Thủy thì kế toán thủ quỹ rồi cũng có thể đi ra để quảng cáo món ăn. Cũng có thể là đi ra ngoài để quảng cáo món ăn cho nên là lúc nào là bé Thủy mình cũng xinh đẹp vậy nè nha. Đây. Đó, rồi mình cũng vậy, cũng vừa tiếp khách, vừa mừng khách, vừa quảng cáo món ăn, vừa vô bếp cùng với con gái, con trai. Cho nên là cả nhà mình cũng đừng nói tại sao mà vô bếp mà không thấy mặc đồ đầu bếp nha cả nhà. Đó. Chứ cũng là áo quân kiếp thìa vàng, cũng biết về cái bếp dữ dằn lắm. Đó. Rồi, tiêu. Nó cao lên. Đó, rồi bây giờ giải tiêu. Rồi, hôm nay rồi trang trí vài cái lá ngồi bí vô. Mỗi lần mình làm kênh YouTube thì bé Thủy rất là bận biểu, khách vô nè, mất tính tiền nè, phụ mẹ ra ngoài để quảng cáo món ăn nè, rồi vô bếp nấu nữa nè cả nhà. Cho nên là bé Thủy bây giờ lý do là không có cùng mình làm một cái kênh YouTube cho nó trọn vẹn nha. Thì cả nhà mình mai mốt cái tỷ như khúc nào mà Thủy vô được thì Thủy có các sức để vô cùng với mẹ. Rồi xong rồi. Chị đẹp rồi, chào đi cô hai à. Cả nhà. Cô hai nói đi, lý do sao mấy ngày rồi cô hai vắng mặt, cô hai nói coi. Mấy ngày này chắc là khách đông thì rất là bận nha cả nhà. Vừa phải tính tiền rồi nấu ăn nữa nên là không có phụ với mẹ là làm kênh YouTube được. Rồi. Thôi bây giờ để cho con gái mình bưng cái này ra cho khách luôn đi. Đó cũng là tuyệt vời. Rồi một em sinh viên ở vô đây, nhân viên. Con trai mình vừa ra một cái dĩa mực hấp gừng nha cả nhà. Đây, một dĩa hấp mừng gừng như vậy thôi. Rất là ngon, rất là đẹp. Thì bây giờ chỉ có là nhiêu caramel. Rồi, chỉ có 200 ngàn là dĩa mực nha. Mực này là mực ngon luôn nè nha. Đó là mình cũng phải cho bà con coi chứ đó, quá trời ngon luôn rồi, mình trang trí lại nha. Chỉ có 200k là dĩa mực, là mực là ngon, mực của Phan Thiết luôn, tươi sống. Rồi mấy đứa em bưng ra tâm đi. Rồi xong đây, nhờ nhân viên đẹp trai nhất quán bắt chưa đó. Ăn cơm này đặc biệt là cũng là nó nhiều cái để cơm ngon lắm, thơm ngon thì cũng có nhiều cái yếu tố của một cái người ăn cơm. Đó, nhiều khi lý do làm sao mà ta lại quán Nhi, người ta nói là cơm ở đây là thơm rồi giòn rồi ngon thì bằng mỗi một người đầu bếp là phải có một cái tâm đó, mình thả hết cái hồn, thả hết cái hồn của mình đi vô đây để mà tập trung vô món ăn. Cũng như là sáng này là mình coi bên cái gốm sứ người ta đang vẽ thì có người khác vô hỏi là không trả lời được, thì giống như mình ở đây nấu ăn hồi xưa giờ cũng vậy. Có nhiều người không biết vô nói chuyện quá trời nhưng mà mình không trả lời được là lý do mình thả hết cái tâm cái hồn mình đi vô trong cái món ăn rồi. Rồi bây giờ là chỉ còn hành nó vừa chín tới là bắt đầu cho nó thơm. Đó, nó tươi là mình sẽ tắt lửa nha cả nhà. Rồi tắt lửa rồi thì mình sẽ đi ra dĩa luôn. Cho nổ bóc bóc một tí đi cho thơm. Mình gãy rồi. Cho thêm vài miếng nữa là xong. Hành để nhiều quá cũng có người không thích ăn hành nhiều. Mình chỉ cho cơm nó nổ lóc bóc cái là đó, cho lên hết da luôn. Trước khi ra cơm thì mình phải cho cơm nổ luôn đó, cho thơm, cho lên khói luôn. Rồi là mình sẽ tắt lửa mình mới ra được cái mẻ cơm đó. Các bạn thấy nha, mình nổ lóc bóc chưa đó.
nổ lóc bóc luôn rồi nè. Đó, rồi bây giờ mình chờ cho lên khối là bắt đầu mình sẽ mang đi ra dĩa. Đó, bắt đầu lên khối rồi đây. Đó. Ồ, để đậy nắp lại cho ấm nha. Rồi chuẩn bị hai cái nắp đi con. Đó, cơm gan hải sản có hải sản. Đó. Ở đây là gọi là cơm gan hải sản có hải sản nha cả nhà mình ơi. Hải sản rất là nhiều. Vô luôn. Rồi, cho một ít tiêu nữa cho thơm. Đây, sẽ đậy nắp lại nha cả nhà mình ơi. Đó. Cái nắp vô. Rồi, bưng đi. Tuyệt vời. Một cái cơm cháy, nhưng mà có người ăn chay thì có thể là ké với cái người ăn mặn được nha. Đó, một cái kho quẹt chay, một cái cơm cháy cá sát. Thì trước nhất là mình làm một cái cơm cháy sẽ cho ra cái người ăn chay ké với người ăn mặn được nha. Rồi cho nhân viên bưng ra luôn đây. Nhân viên, trời mưa rồi, nhân viên đội nón đi ra đường này nè con. Rồi đi đi con. Trong bữa bàn mấy gì nè con. Đó, có ba người ăn chay nha. Rồi nhà bữa nó bưng ra cơm giùm mà. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là chè nhãn nhục hạt sen. Có hạt sen và táo đỏ nè, hạt sen và thêm táo đỏ. Đúng rồi. Chè này ăn chắc cho là mát lắm đây. Mát tối ngủ khỏi đợi nó. Mùa mưa mà ăn được một chén chè như thế này thì tuyệt vời rồi. Chè này do khách các bạn, nhưng mà các bạn tới Quán Nghi thì nếu mà muốn thích chè này thì phải đặt trước một tiếng rồi vẫn có nha. Có lá dứa nữa nè ta, rất là thơm. Món này là món tráng miệng. Nhìn là thấy thèm rồi đó. Chưa được ăn nữa. Đây là nấu nhãn tươi luôn nè, tuyệt vời luôn nha. Mai mốt là đám tiệc mình có thể là làm món này để tráng miệng. Này tráng miệng luôn trong cái menu của mình đó. Cây rau câu nữa. Rồi, vừa bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình sẽ, anh chị em nào muốn tráng miệng cái gì cũng được, rau câu cũng được nè, rồi chè này cũng được nè, thanh nhãn nè, hạt sen. Anh chị em nào mà từ đây về sau, đây là của một cái chị khách này ở Ôn Môn. Đãi ông Sư và Xui ở Sài Gòn xuống 10 người nha cả nhà. Ăn chay 2-3 người nữa là kể như 12-13. Thì mình nấu xong rồi thì mình sẽ ra bàn, mình giới thiệu cho các bạn biết là cách từ Sài Gòn xuống. Rồi mình cũng hỏi cách ăn ở Quán Nhi con ngon hay không nha. Mình sẽ ra chè rồi là mình sẽ ra bàn mừng khách. Rồi nãy giờ mình cũng ở trong bếp cùng con gái nấu. Chắc là mình phải làm cỡ 13 chén mình chịu hao nha. Đúng rồi, 13 chén đi, ta 2, 4. Chắc đủ mà, mình chia rồi. Rồi. Cứ dư thì chút xíu múc thêm, không sao. Em cho đậu xanh đặc chút nha, đậu xanh bên phía bên kia còn nhiều lắm á. À, vừa rồi. Có đậu xanh nè, hạt sen. Vừa có hạt sen, đúng rồi. Vừa có táo đỏ, vừa và nhãn nè, nhãn là cũng nấu đậu. Cùng với đường phèn rất là thơm ngon nha cả nhà mình ơi. Chè mình nấu bằng nhãn rồi, lần đầu tiên. Đúng rồi, con cho đậu xanh vô. Nói chung là ở Quán Nhi mình cách đặt cái món nào mình cũng nấu được hết. Chưa ăn mà đã thấy mát người đó. Quá ngon. Rồi cho nhãn vô. Mỗi bộ chén mình hai cái táo đỏ nè. Đây nhãn đây, nhãn đây. Chén cuối cùng cho bớt nước cho con. Chén cuối cùng là cái chén giàu hút ăn, nghèo chịu. Rồi xong. Quá ngon luôn rồi. Để mình coi có đủ chưa, còn chén nữa đây. Cho cái này qua một bên đi đó. Cái đó là lá dứa nha các bạn, lá dứa để vô cho. Lá dứa, nhãn đây.
Để con chăm thêm đậu xanh bên kia rồi, ít. Tại nãy mấy chén đầu nó ít đậu xanh. Đó, cứ nhãn. Chén này nhiều. Đậu xanh nó lắng ở dưới. Đó, vào hút ăn nghe hút kiểu. Bây giờ chăm thêm đậu xanh nha. Hồi nãy đậu xanh nó lắng ở dưới nè. Còn có một trái táo à. Cho xin trái táo đi. Ở đâu có. Này, chia cả đậu. Chia đi. Đúng rồi, cho đậu xanh vô. Đó, tuyệt vời luôn. Đó, anh chị em mai mốt mà muốn ăn chè nhãn với hạt sen này thì cứ nói là mình sẽ nói nha. Mọi lúc mọi nơi lúc nào cũng có. Còn ở ngoài bàn mấy chị mình còn xôi xôi không? Cho một dĩa xôi cho mấy chị ăn chay. Đây nãy giờ mình ở trong bếp thì bây giờ mình sẽ mừng các chị mình nè. Đâu rồi à, bà Xui đâu? Ủa bữa nay bà chị mình đặt hàng không có xuống hả? Bà Xui đây, bà chị đặt hàng bữa nay không khỏe. Ồ vậy đó hả? Đức ruột kìa. Vậy đó tương đi chị he, bà Xui tương lai he. Bà Xui tương lai à, em của bà Xui tương lai bà này. Rồi cái người này là em của ai? Em của bà này. Ơi quá trời em dân ơi. Chị ruột. Trời ơi đúng là tôi mặc áo dài Thượng Hải này ai cũng thích mà bữa nay là tôi bị gớt hàng với cái áo dài Thượng Hải này rồi. À, à. Ê mình biết ông lâu lắm nha, ông kế tiệm sườn mình đó lên mua đồ của ông nhiều lắm đó ông quên nè. Ôi đó mình đi mua mặt bàn đồ bàn inox đó chà, bàn tròn rồi đó trang trí cọ rồi đây à, mình là 62 à, mấy chị nhiêu 63 đó là năm 63 hay là 63 tuổi 63 tuổi à 63 tuổi lớn hơn mình tuổi nha người đẹp này. Bà nó 66 rồi. À, rồi nó đụng hàng. Toàn là người đẹp không. Đó, nếu mà mình mặc áo dài Thượng Hải là cái phọt y gan người hai người đẹp này nè. Bữa nay chắc chút xíu vô mình thay cái áo dài Thượng Hải ra để đấu nha. Đó. Rồi sao bây giờ cho mình hỏi cái nè. Mấy anh em nãy giờ ăn ngon không? Đó, đây đó từ cái món đây. Caramel cho coi cái mâm là gà à, mực là mấy anh ấy đem cái luôn đó con để cháy cái mặt bàn con ra ngoài xớt cái gì khác con. Ừ. À, mấy anh em ăn được là rất là nhiều món mà hình như mình thấy là sạch sẽ hết trơn rất là mừng á bạn ơi. À, còn đây là cái món bánh canh chay người đẹp nào ăn chay đâu nói nghe coi. Ba người ăn chay luôn. Đâu chỉ có ai với ai đâu. Đây đây. Bà này. Ôi, đây ba chị em ăn chay. Ăn chay. Ôi. Dạ. Hay quá ta ăn một tháng mấy ngày hay là ăn em một năm á ăn 5 tháng mà hay quá vậy ta. Một tháng ăn 12 ngày. Ừ, còn nhờ này ăn mười mấy. Không phải đâu, nhờ ăn chay người ta mới đẹp được vậy chắc tôi ăn chay luôn quá à. Đây nè, đó là mình cũng giới thiệu cho tất cả anh chị em mà có xem cái kênh YouTube của Bếp Má Nhi. Đó là bữa nay mình vô kênh YouTube nha. Một người đẹp này là cũng như là 58 tuổi. Đó, quá trời đẹp luôn. Ai cũng đến đây khen mình là trẻ chung nhưng bữa nay là con sao con thấy sao cô là không à, đụng hàng à, người đẹp không bằng người khen đâu nha, người khen đó rồi ăn bánh canh chay thấy sao rồi bạn ăn đây ăn review coi rồi à, ông ngồi đâu rồi ngồi đây bước qua ngồi luôn đi à, rồi ăn đi ăn chén bánh canh chay đi đâu ăn thử chén bánh canh chay của mình nấu màu sắc rất là đẹp nè. Hồi nãy chưa có quay cái món bánh canh chay nè caramel. À, lại đây chén bánh canh chay cũng màu sắc tuyệt vời quá. Ừ. Ngon rồi bây giờ ăn đi nghe, ăn rồi dạ. Tôi ca cho nghe câu giọng cổ rồi nghe. Rồi. Ông này ở môn chứ chưa nghe tôi ca giọng cổ đâu. Đó. Ở ông môn mà giờ này mới lấy tiền được người này á. Đó đúng rồi đó. Thôi, vậy đó em. Thôi nó dẫn chơi giờ à, mình xin tặng cho mấy chị đẹp ở Sài Gòn xuống à, cũng vì cái bà chị mình đặt món ăn ngày hôm qua mình rất là thương chị nhưng mà bữa nay là không có chị xuống à, một câu ca thôi. Câu ca là à, em bé quê người Sài Gòn á thì thích cái người mà ở quê mà đi chăn trâu đồ đó thành ra bây giờ mình ca vậy cho nó độc lạ nha.
Rồi, à, hai câu giọng cổ. Rồi. Xin được hân hạnh để hát cho anh chị em từ trong kênh YouTube và ở ngoài bàn mình nha. Một câu, hai câu đi, hai câu vọng cổ, em bé quê, câu 5 và câu 6. Rồi. Một câu ngắn và hai câu mới đúng rồi. Đúng rồi, hai câu mới được. Một câu nó hơi thiếu thiếu. Dạ thiếu thiếu. Rồi thôi bây giờ tôi hoàn ca hai người đẹp là tôi ca thấy ok đó. Rồi bắt đầu ca nha. Cha ta với châu suốt ngày tung tăng trên đồng rồng. Gió mát nhẹ đưa lúa reo trong gió ngồi tờ mình châu ta đọc chữ ta. Mùi quá. Bỏ học ham chơi thì cha mẹ buồn rầu. Lùa trâu ra đồng ta đọc bài dần ngược. Châu tâm hào làng ta ôn lại dân xuôi. Lo học, lo hành cho cha mẹ được vui. Châu hãy nhớ đừng ham chơi mà dầm lúa. Mấy hạt lúa xanh là bấy nhiêu công khó. Mà người với châu đã cực khổ bao ngày. Mãi học mãi vui mà quên ngày sắp hết. Tiếng sáo diều còn vang vọng ngoài đê. Châu hời, châu no bụng hay chưa? Hãy trở lại đây mình trở về sớm nhỏ. Bụng châu căng đầy đồng chưa hết cò. Bếp nóng phải lồi cho đỡ giả kẻ chân châu. Nhốt châu vào chuồng ra sông ta gánh nước. Là cuối trời xa chân đã mọc lên rồi. Châu hỡi châu nó bụng hay chưa? Hãy trở lại đây mình trở về sớm nhỏ. Bụng châu căng đầy đồng chưa hết cò. Bếp nóng phải lồi cho đỡ giả kẻ chân châu. Nhốt châu vào chuồng ra sông ta gánh nước. Là cuối trời xa chân đã mọc lên rồi. Châu hỡi châu ngủ hay chưa? Hài để tông khói xua bầy mũi đôi. Lấy mấy cọng rơm làm nệm cho châu ngủ. Gió lạnh đêm dài ta lấy rã làm chăn. Hay quá. Hay không? Trời ơi. Vậy là mình rất là mừng đó. Tại vì rồi đó, hôm nay là gặp mấy người đẹp tự nhiên đó là mình chú đáo không? Đồ ăn ngon không? Ok. Đây, xin giới thiệu cho cả nhà mình người đẹp ở Ông Môn. Mình từng ủng hộ cách đây 30 năm. Nhưng mà giờ này mới xuống Quán Nhi. Mới xuất hiện nhưng mà... nhưng mà người này là không có đi ăn uống chơi bời. Nhưng mà bữa nay ăn sao nói cho khán giả biết. Mới Nhi nói một câu danh dự cho coi. Rất ngon. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Rất là vui vẻ. Rồi bà chủ quán sao nữa? Rất đẹp. Bà chủ quán rất đẹp nè, dễ thương nè, biết là khách quen, khách Sài Gòn đến theo đúng ra sớm. Nhưng mà ở chổng để làm từ món cho nó chỉnh chu, o bế cho nó ngon. Rồi cuối cùng mới ra mừng khách. Đó, thấy tuyệt vời không? Chứ bây giờ mình đi ra mình mừng khách okay, rồi. Rồi mình bỏ bê đồ ăn không ngon. Cuối cùng cái đó cũng chưa được 10 điểm. Trước nhất đồ ăn phải ngon, đồ ăn phải sạch, đồ ăn phải tươi. Đó, rồi cái điều thứ tư là cái điều ra mừng khách. Đó, nhưng mà cái điều thứ tư mà thiếu cũng mất một cái gì đó nha. Phải không? Mấy người đẹp, nếu mà nãy giờ mình không ra, mấy người đẹp thấy tạm như nó cũng hơi chưa có gì phải không? Con gái thì con gái của ai mà đẹp dữ vậy trời? Vậy đó hả? Vậy là con gái của chị ở trên Ông Môn? Dâu này là dâu cưới rồi. Vậy là dâu tương lai con trai đây. Quá dữ, bởi vì bà chị tôi ngày hôm qua bà đặt bàn. Bà nói nghe, bao nhiêu tiền cũng được.
phải quan trọng là nấu ngon cho bà xui tôi với khách bà xui tôi xuống ăn. Bà nghe đứt ruột chưa? Nhưng mà bữa nay là mình cũng tính ra để cảm ơn chị mình, rất dễ thương đó. Nhưng mà bữa nay là không có bà chị thì cũng hơi buồn chút. Quán này thì công nhận. Công nhận không? Công nhận sao? Công nhận. Em gửi tôi nói là mai mốt chở vợ xuống nữa kìa. Đâu em gửi là ai đâu? Đó vậy đó hả? Là ông xã đó hả? Ông xã đó. Rồi nói nghe nè, mai mốt đi á, nhớ chở bà đi với nha. Thì đó thôi, đâu nói rồi vợ mà đâu có đi chứ đi mình ơn là tôi không có tiếc nha. À, ăn rất nhiều món nhưng mà hết rất là hay ha. Mình nghĩ là dân Sài Gòn của mấy chị chắc có lẽ cũng hơi rồi bây giờ bắt đầu ăn cái chè nhãn nè. Rồi thôi bây giờ mình cuối cái video này là một cái chén chè ha. Nãy giờ mình nấu cả một cái tấm lòng của mình o bế thả hồn vào cái chén chè này, bị cái chén chè này đặt cuối cùng đó, mà đặt ra để cho người Sài Gòn xuống ăn. Tôi biết người Sài Gòn thì ăn chè nhiều rồi. Ở vậy bây giờ đâu ăn coi, người đẹp nào ăn trước coi. Rồi sao người đẹp này ăn trước giùm tôi coi. Ăn cái để review coi. Cầm cái chén lên nè, cầm chén lên nè. Rồi người đẹp ăn đi, người đẹp ăn ăn coi coi cái chén chè làm sao rồi cứ nấu lên cho mọi người biết. Tại vì mình cũng đã từng lên Facebook, lên kênh YouTube nhưng mà chưa có nấu cái chén chè này, lần đầu tiên nấu chè. Chén chè này rất là ngon, tuyệt vời ạ. Thiệt vậy hả? Dạ tuyệt vời. Nói thật nha. Dạ thiệt. Mừng quá cả nhà mình ơi. Tại bà chị ngày hôm qua chị rất là chu đáo, chị nói nấu cho mình là một bàn ăn chè, gọi là chè nhãn gì đó. Sen sen nhà cái gì à, hạt sen nhãn nhục à, nhưng mà nhãn nhục là nhãn khô, ở đây mình chơi nhãn tươi luôn mới là dữ đó. Rồi mới dữ á, rồi mới long trọng. Rồi bây giờ ăn một miếng nhãn thôi, nhãn tươi coi, ăn một cái trái nhãn rồi. Nhãn đây, cái nhãn đây, cái nhãn đây. Đó, đó. Nè, đào đưa cho Caramel câu cho nhãn tươi cái đi. Nhãn tươi. Đó, cái đào là cái miếng nhãn tươi đào đâu đó chu đáo đàng hoàng nè. Chứ bà chị mình gọi là đặt nhãn nhục. Nhưng mà rồi ăn cái coi, ăn cái nhãn tươi coi. Rồi. Ăn hai trái táo này về bổ nữa không ai chịu nổi nha. Ông bà này phải xuống, mấy chị em hợp với mình quá trời rồi. Mình là thích áo dài Thượng Hải nè. Nhưng mà bạn ơi bạn, bạn làm sao mà nấu làm sao mà đặt cho mình cái áo giống y bạn gì nha. Đẹp dữ lắm, đẹp á. Mình là nhiều lắm mấy chục cái lần, nhưng mà sự thật bữa nay cái áo này quá đẹp. Rồi em cảm ơn nha. Rồi ăn chén chè ngon, nhớ đặt giùm cho mình cái áo đi. Ở đâu mà hai lúa? Tại Sài Gòn. Quê ở đâu trời? Vậy sao? Ồ. Vậy sao khách Kiên Giang luôn? Thì bữa nay là Kiên Giang. Là Chánh Đông nè nghe, chứ không phải nè. Nghe nè, ơi. Thôi mình cũng giới thiệu cho cho khách của Bếp Má Nhi biết đây là bốn cái lúa. Lúa nè. Mình cũng là lúa luôn, mình là kêu bằng gọi là ở Thái Lai Cà Đỏ. Ông ở Kiên Giang. Dạ. Nhưng mà ông ở tại thành phố luôn không? Em ở huyện Rồng Riềng. Ồ, vậy là huyện Rồng Riềng chợ mới đây nha. Quá hay. À. Rồi thôi bây giờ không có gì hơn con quay cho anh chị em mấy người đẹp giáp vòng một cái bàn cái đi ha. Đây là cô dâu mới sắp sửa là sẽ lên xe hoa. Chàng rể đây là cháu ở ông Môn. Đó còn cô chàng rể là con gái ông Môn, chàng rể ở Dầm Viền Kiên Giang. Con gái đúng rồi. Thôi bây giờ mấy chị em mình chào với mình nha. Cảm ơn bà chủ quán ạ. Cảm ơn cái vụ gì phải nói cho đàng hoàng. Nhưng mà hôm nay là người đẹp ông Môn xuống lần đầu với Quán Nhi, tôi rất là mừng. Tôi rất là vui, tại vì mình cũng để ý sao mà ở trên ông Môn cái bên mà không xuống ủng hộ mình 18 năm rồi đó nghe không? Đúng rồi. Đây đây ha. Là chế đó, chị ruột luôn phải không? Ồ. Thôi bây giờ cái kênh của Bếp Má Nhi, nói chung từ đầu tới giờ là mình ở trong bếp, mình làm từ món ăn mình đã quay rồi đó nha. Đó, rồi khi mình đi ra mừng các bạn thì cũng tặng cho mấy người đẹp ở Kiên Giang một bài ca rồi.
Thôi bây giờ cũng hơi lâu rồi nha, hơi dài rồi nha. Thôi bây giờ chào đi, mấy chị em mình chào với mình nha. Rồi chào khán giả nha. Nếu đó, nếu khán giả muốn coi mà để gặp những người đẹp này tiếp tục nữa thì mình sẽ lên Kiên Giang để làm phim nha. Rồi chào.